Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Đường về Sẻo Đắng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Chợ Vàm Nước Chảy đang ở trước mặt. Đây về nhà chừng non tiếng đồng hồ ngồi tàu cao tốc. Nhưng trên chiếc xuồng máy Kohler nghẹt mũi ho gà này 50 cây số dài dằng dặc. Nghĩ chỗ đông người, Quý không có thoải mái nên chỉ lấy xuồng máy cũ ở nhà. Xế chiều, nắng xéo, hàng cây tràm nước đổ bóng dài xuống bãi sông. Đám cây kia là chỗ chị từng buộc xuồng dẫn Quý đi chợ Tết. Giữa chạp, xuồng người này buộc níu xuồng người kia, chuyền qua 5-7 chiếc chân mới chạm bờ. Quý kêu nắm tay tôi cho chắc. Lần đó sắm cho Quý bộ đồ mới, người ta biểu: "Ê thằng nhỏ, trật quần ra thử cho chắc." Nhưng Quý lắc đầu, nói: "Vừa rồi, vừa lắm, nhìn cái đã biết vừa." Mấy ngày sau đi ngang sào thì mới biết Quý phải khâu lẫn hai bên hông để quần khỏi rớt khỏi thân. Quý đi theo chị. Không biết Quý lớn từ Tết đó hay từ cái tối lấy xuồng ra đầu kinh đón anh Hội về. Trời mưa, anh Hội nói sẵn ướt rồi anh lái máy cho. Hai chị em cứ trùm cái áo cao su cho khỏi lạnh. Áo thì nhỏ, kéo Quý vào lòng. Nhưng Quý cứ xích ra, người nóng đến mức mưa sượt qua vai bốc khói. Chừng nào anh Hội chưa đi thì Quý còn ngủ ngoài nhà củi. Anh Hội nói kệ nó, vách buồn thì mỏng quá, thằng nhỏ ngủ nhà anh thấy nhột lúc giường kêu. Bên nhà chị ai cũng khen Quý trổ mã mau. Họ vẫn đọ cái đứa bé ốm tông teo vạch quần đái vô cây ớt nhà chị cái hôm rước dâu với Quý sau này như là phù phép của ông trời. Cứ cách một tuần thì đã thấy khác. Thằng nhỏ lớn như thổi, cách nói của họ làm chị nghĩ tới một ngày nào đó Quý sẽ nổ tung. Quý đi theo chị. Vừa nãy qua ông Đơn, xứ mình lơ ngơ đi dễ lạc. Những ngã ba sông thường giống nhau, cũng mấy chòm nhà, vài tiệm tạp hóa, một cây cầu trắng toát bấm ngón nhón hai bờ. Ở giữa là nước chảy, đất lở xồm xoàng. Lần đó nhớ anh Hội quá, đi lên huyện thăm mà không cho anh hay trước. Tự hồi lấy anh chưa có bao giờ chỉ có cảm giác căn nhà cuối dãy tập thể ấy là mái ấm của mình. Khi bất ngờ xô cửa vô, vừa hay linh cảm đó là thật. Xõa trên bắp tay anh là một mái tóc đẫm mồ hôi khác. Cả anh cũng không phải của mình. Chị nghĩ vậy rồi bỏ về. Không nhớ trôi dạt cái kiểu nào mà lạc tới miệt đồng chó ngáp. Cái mặt ràn rủa nước mắt chị gỡ ra quăng xuống nước, lay lắc, chìm dần. Con đàn bà đó tận tụy làm dâu, vắng chồng suốt 5 năm, giờ chết nước. Quay lại nửa đường thì gặp Quý chạy trên bờ, mừng quýnh, nói: "Má lo." "Còn Quý?" chị hỏi, và nhận lại một cái nhìn không đáy. Quý đi theo chị. Quán này hồi Quý đi còn vắng, vạch đám lá ra không thấy mặt người. Giờ thì nhiều quán xá mọc ở hai bên sông. Còn bạn chị cũng cất tiệm tạp hóa ở đây. Bận đi chị đã tấp vô đổ dầu cho đầy thuyền. Chuyến về có Quý không tiện ghé. Bạn ái ngại hỏi: "Ê, có phải đi đón thằng nhỏ không?" Chị gật đầu. Cái chuyện Quý về thì có gì đâu mà phải giấu. Con bạn lèo nhèo: "Đáng lẽ ông Hội phải đi, em ruột của ổng mà." "Ừ, chồng tao mắc coi cái đám kiển." Chị nói giọng không chút mỉa mai. Anh Hội bận uống tỉa mớ cây chùm rụm thành rồng phun ngọc, nay ăn cỏ. Tựa huyện về, anh Hội cự tuyệt cái việc ngẩng đầu lên. Đánh cờ thì cúi mặt, ăn cơm cúi mặt. Thời gian còn lại anh cúi mặt lụi hụi với cái mớ cây. Chẳng biết vì không muốn nhìn mặt chị
hay sợ ánh nhìn ngờ ngợ của xóm giềng. Bán cái loạt kiển này lại chăm chút cho loạt khác. Những cái cây như anh Hội nói, không biết phản bội bao giờ, uống bề nào tụi nó xuôi theo bề nấy. Vài chị gánh một phần của câu nói ấy, phần còn lại chia cho mớ nhân loại đã xuôi đàn bà giăng bẫy hắc ách về vườn, làm tan tành giấc mơ quan huyện. Không ai muốn có đứa em như tôi hết. Có lần chị đi thăm, Quý nói vậy. Quý thì có sao? Chị hỏi. Quý cụp mắt xuống đôi bàn tay chai. Tụi mình biết bà. Anh em Quý không giống nhau, nhưng cái cười thì nghiệt ngã một khuôn, xách méo, biến dạng cả gương mặt. Lúc bước qua cánh cửa sắt, Quý quyết liệt bảo, chị đừng có tới thăm tôi nữa. Nhìn thấy chị tôi muốn chết. Nhưng giờ chị không đi đón Quý thì còn ai? Má cũng về nằm ở trong đất rồi. Quý về với chị. Bữa họ đưa Quý đi, chị đã chân không đi theo tới cây ô môi gãy ngọn đứng kia. Không phải vì vượt qua cái cây là ra khỏi xẻo đắng mà chị dừng lại, chỉ vì ở đó tiếng cano thật sự tuyệt mù, cả sóng cũng không còn gợn. Mặt sông thì yên, rách bao nhiêu nó cũng tự vá lành. Người ta mà làm được như vậy thì hay biết là bao nhiêu. Không oán, không thù. Bộ đồ Quý mặc hôm đó, sáng nay nhận lại, chị thấy vẫn mới tinh từng nếp gấp. Họ nói gã bạn tù truyền bệnh tử sang Quý cũng đã chết cách đây một năm, về nhà trước hạn. Họ đùa và kịp nhận ra chẳng vui gì. Chị nói Quý không oán người đó gì đâu. Kịp dừng lại, không thì đã nói cái chuyện Quý cũng chẳng oán cái án oan 14 năm tù. Chữ oan đó ai nghe cũng phì cười. Quý nhận tội rồi, oan cái ngã nào. Quý đi theo chị. Bên bờ ai đó ới lên, thằng Quý có dưới xuồng không? Nghe thương xót nhún trong giọng nói đó, tuyệt không có chút nào ghét bỏ. Dạ, Quý ở đây. Tiếng chị mở đường cho những bước chân rùng rùng về phía nhà, cùng chiều với hướng mũi xuồng lướt tới. Lúc Quý bị đưa đi cũng tở phở xóm làng, người ta đổ ra chật bến. Mấy đứa con nít biến ăn bị dọa sẽ bị ném xuống cano đó, không có ngày trở về. Những hạt rơi vãi được sâu thành một chuỗi mang tên tội ác. Khi áo Quý đẫm máu người, máu mình chôn dưới gốc quao, xác con gái ông chủ nhà máy đường nằm cách chỗ đó đúng một công đất. Buổi sáng hai bên đôi co chuyện mấy công mía bị dìm giá, vai Quý còn những vết cào xước của móng tay. Một người câu đêm thấy Quý ghé ghì chặt người đàn bà rồi biến mất trong khu mã lạng. Cả đêm ấy Quý không về. Không phải Quý đâu, chị nói. Mấy ông pháp luật cười lạc, đâu chỉ nói tin là đủ. Bà già nói cô về bên nhà ăn dỗ, chứng cớ nào lại dám chắc như bắp rang. Nhưng cả đêm qua tôi ở cùng với Quý. Trong những giấc mơ 9 năm qua, tiếng thét đó rúm ró giữa ngàn con mắt trong cây trong đất. Mắt Quý đầy vẻ khẩn cầu, kệ tôi đừng nói. Mắt Hội thì vằn ti máu, định vùi tôi xuống sình sao. Mắt Mẹ thì đục ngầu, ông trời có thấu. Tiếng dội của nó rách vách lòng, không bao giờ vượt thoát qua môi. Quý đi theo chị. Bến nhà mình đây, xóm giềng đây, Quý sẽ thấy ngờ ngợ, nửa lạ nửa quen vì xẻo đắng đã đón về nhiều dâu rễ mới. Anh Hội kia, người vừa ngẩng lên 30 giây để chém chị bằng một nhát nhìn bén lẹm, vừa lòng cô rồi đó. Và đây là khu mộ, nơi Quý sẽ nằm lùi sau ba má vài bước chân. Cuối clip là bào thai 8 tháng tuổi chết lưu chị kia chưa kịp đặt tên. Thêm Quý nữa, tất cả những gì liên quan đến một đêm đều rã rơi thành đất. Chỉ là không tin được, vùi dưới kia là cậu con trai mới lớn đã nổ tung trong chị, đến nỗi không hay vai xước, sương khuya và áo sống bỏ quên lại trên gò. Đường về qua nhiều ngã ba, ngã bảy,
chị phải gọi suốt vì sợ Quý đi lạc, biết đâu mà tìm, sợi hồn thì mỏng và xanh. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.